tôi nói cho cậu biết ở đây là nơi công cộng. Tôi yêu cầu cậu dẫn cái tụi trẻ con cái đi ngay. Why don't you sit down and shut up and mind your business? Chúng tôi làm việc ở đây. Tôi cảnh cáo cậu, yêu cầu cậu đi ngay. What about you guys? What do you call this here? This is a gang. What are you guys? When you guys hang together, it's called an organization. Suốt ngày cậu cứ hét thằng nọ với con kia và cậu lại còn thành lập băng đảng nữa chứ. You guys hang around in your little group, thinking about how to overthrow one of the biggest armies on the planet, when half the Western world, the Australians, the Americans, they couldn't do it. And you think 20 of you sitting in a group are going to make a difference? And cái việc đó không phải là việc của cậu. Tôi chỉ biết cậu đừng làm dùng beng ở đây. Còn cái việc ấy không phải là việc của cậu. Tôi yêu cầu cậu từ nay đến con Hương nhé, là cháu của cậu. Và tôi là bố của nó, cậu đừng có dẫn theo nó nhé. I'm trying to have a bit of fun, can you please do it? Này, tôi cảnh cáo cậu. Và nếu ấy, cậu ưng ở nhà tôi thì ở, thì cậu theo điều kiện nhà tôi. Và nếu cậu không ưng ở nhà tôi, cậu sẽ xéo này. Quay thôi. That's your name, Vietnam away than over 20 years ago? Tôi lại sợ chúng mà, tôi biết Việt Nam làm gì? Why not? À? Tại vì là chúng mà tụi hại dân bắn nước. Quay thôi. You're unbelievable, you know. I don't care who you are. You can be my brother-in-law, you can be my sister, anything, I don't care. Guys, nè, let's go. Thôi, cậu đi. What's that?